Sách sáng thế kỷ Chương 1 Sáng tạo trời đất Đức Chúa Trời sáng tạo trời đất Lúc ấy đất không có hình thể Và còn trống không Bóng tối bao trùm vực thẳm Và thần linh của Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước Bây giờ Đức Chúa Trời phán Phải có ánh sáng Ánh sáng liền xuất hiện Đức Chúa Trời thấy ánh sáng là tốt Đức Chúa Trời phân rẽ ánh sáng và bóng tối. Đức Chúa Trời gọi ánh sáng là ngày và bóng tối là đêm. Đó là buổi chiều và buổi sáng ngày thứ nhất. Đức Chúa Trời phán phải có khoảng không phân cách nước với nước. Vậy Đức Chúa Trời tạo khoảng không phân cách nước với nước dưới khoảng không với nước trên khoảng không thì có như vậy. Đức Chúa Trời gọi khoảng không là bầu trời đó là buổi chiều và buổi sáng ngày thứ nhì. Đức Chúa Trời phán, nước dưới bầu trời hay tụ lại một chỗ và đất khô phải xuất hiện. Thì niền có như thế, Đức Chúa Trời gọi đất khô là đất và vùng nước tụ lại là biển. Đức Chúa Trời thấy điều ấy là tốt, Đức Chúa Trời phán, đất phải sinh cây cỏ, có, có kết hạt và cây kết quả, có hạt tùy theo loại, thì có như vậy đất sinh sản cây có có kết hạt tùy theo lại cây kết quả quả có hạt tùy theo lại đức chúa trời thấy điều ấy là tốt đó là buổi chiều và buổi sáng ngày thứ ba đức chúa trời phán phải có các vì sáng trên bầu trời để phân biệt ngày và đêm làm dấu cho thị tiết ngày và năm và hãy có những vì sáng trên bầu trời để soi sáng đất thì có như vậy đức chúa trời tạo hai vì sáng lớn vì sáng lớn hơn cai quản ban ngày, vì sáng nhỏ hơn cai quản ban đêm và các tinh tú. Đức Chúa Trời đặt các vì sáng trên bầu trời để soi sáng đất, cai quản ngày và đêm và phân dây ánh sáng với bóng tối. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt. Đó là buổi chiều và buổi sáng ngày thứ tư. Đức Chúa Trời phán, nước phải đầy dãy sinh vật và phải có chim bay trên trời. Đức Chúa Trời tạo các loài thủy quái, mọi loài sinh vật đều đầy rẫy dưới nước tùy theo loại và các loài chim có cánh tùy theo loại Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt Đức Chúa Trời ban phước cho chúng và bảo hãy xanh sản tăng thêm sinh đầy rẫy dưới biển các loài chim hãy gia tăng trên đất đó là buổi chiều và buổi sáng ngày thứ năm Đức Chúa Trời phán đất phải sanh các sinh vật tùy theo loại các súc vật các loài bò sát và thú rừng tùy theo loại. Thì có như vậy, Đức Chúa Trời tạo nên các thú rừng tùy theo loại, xúc vật tùy theo loại và mọi loài bò sát trên đất tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt đẹp. Sáng tạo loài người. Đức Chúa Trời phán: "Chúng ta hãy tạo nên loài người như hình thể ta, giống như ta để quản trị các loài cá biển, chim trời, xúc vật trên cả đất." và các loài vật bỏ trên đất. Đức Chúa Trời tạo loài người theo hình ảnh Ngài. Ngài sáng tạo loài người như hình ảnh Đức Chúa Trời. Ngài tạo lên người nam và người nữ. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán: Hãy sinh sản, gia tăng, đầy dẫy mặt đất và thống trị, hãy quản trị loài cá biển, chim trời và tất cả các loài vật bò trên đất. Đức Chúa Trời phán: Ta ban cho các ngươi mọi thứ rau, cỏ kết hạt mọc trên đất và mọi cây cối sinh quả kết hạt để dùng làm thực phẩm cho các ngươi thật ban tất cả cây cỏ xanh cho các thú vật chim trời và mọi loài vật bỏ trên đất mọi loài có sinh khí làm thực phẩm thì có như vậy đức chúa trời nhìn mọi vật ngài dựng nên và thấy là rất tốt đó là buổi chiều và buổi sáng ngày thứ sáu